Lolo, xin chào các bạn quay trở lại kênh YouTube của mình là Kiên. Và đây là một cái video theo yêu cầu của một vài bạn mà các bạn ấy đã yêu cầu mình review hai em của nhà Narciso phiên bản For Him này khá là lâu rồi. Và mình đã hứa rất là nhiều lần nhưng bây giờ mình có dịp làm video review cho các bạn. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về hai chai nước hoa này nhé. Như bao cái video mình review thì đầu tiên chúng ta đến với ngoại hình của hai em này. Thì đầu tiên chúng ta phải nói đến đây là phiên bản Narciso Rodriguez For Him phiên bản EDT. Và đây là Narciso Rodriguez For Him phiên bản Bleu Noir, hay là gọi là Bleu Noir thì tiếng Pháp, cũng là phiên bản EDT luôn. Thì chúng ta cùng nhau nhìn qua về ngoại hình em nó. Đầu tiên là phiên bản thường. Đây các bạn để nhìn thấy. Đó. Nó có màu ghi và những cái chữ ghi trên này là Narciso For Him thôi. Và cái phiên bản Bleu Noir đây, để mình chiếu đen vào cho các bạn. Đó. Và nó có chữ Bleu Noir ở phía dưới. Thì về ngoại hình thì hai em này không khác gì nhau cả, nó chỉ khác mỗi cái tên thôi. Về cái phần mùi hương thì như các bạn đã biết thì nhà nước hoa này là một nhà nước hoa chuyên làm về xạ hương. Và chai nước hoa Narciso Rodriguez For Him phiên bản EDT này nó thể hiện rất là rõ điều đó. Cái xạ hương ở đây nó kết hợp cùng với cái vị xanh và cái phần hơi ngọt và hơi bột một chút. Thì mình có tìm hiểu đó là do cái của lá Violet. Và khoảng tầm 15 đến 20 phút sau thì cái mùi xanh này nó dịu xuống, nó kết hợp cùng với xạ hương, nó mang đến một cái mùi hương mà khi mà mình ngửi thì mình có liên tưởng đến cái mùi phấn của đàn bà, phấn trang điểm của đàn bà những năm kiểu của ngày xưa. Và mình có cho mẹ mình ngửi, mẹ mình bảo đó đúng là phấn trang điểm của phụ nữ những thập kỷ tầm 70-80. Và nó thêm một chút cái màu xanh vào, cái vị cái xanh, cái cảm giác xanh vào đó. Và đôi đao thì mình có thấy một chút kiểu hơi kiểu trong mát, nhưng mà nếu như các bạn không ngửi rõ thì bạn sẽ không nhận thấy điều đấy. Còn đối với cái chai nước hoa phiên bản Bleu Noir EDT này thì nó lại không mang cái nét đặc trưng là xạ hương của nhà nước hoa Narciso, mà nó lại mang đến cái vai. Nhiều người nói rằng là nó giống cái chai nước hoa DDD MS này. Đó. Nhưng mà thực sự nếu như các bạn là một người sử dụng qua hai cái phiên bản này rồi, các bạn sẽ nhận thấy rằng là ở DDD MS nó sẽ là một cái vị tiêu cay khá là sộc, khá là mạnh và sộc vào mũi bạn. Còn ở phiên bản Bleu Noir nó là một cái mùi hương cay nhưng mà có phần rất là vừa phải, nó ấm, cay nhẹ và nó có vị hơi bùi một chút. Và khi khoảng tầm 15 đến 20 phút sau khi các bạn xịt cái mùi hương này thì cái vị cay đấy nó sẽ nhẹ xuống và nó mang đến mùi bùi và ngọt đặc trưng của thảo quả. Đó. Và cái mùi hương này thì cái vai thảo quả ấy nó giữ từ đầu đến cuối luôn. Và nó chỉ là những cái nốt hương sau, xạ hương thì nó chỉ là một cái nền cho cái mùi hương thảo quả này, một cái mùi hương rất đặc trưng. Mà mình nghĩ rằng là những bạn nào mà đã thích chai DDMS kia và các bạn sử dụng mùa hè thì đây là một cái phiên bản mà các bạn sẽ rất là thích nếu như các bạn sử dụng mùa đông. Đó là về phần mùi hương của em này. Còn về cái độ bám tỏa và về cái độ tuổi, cái thời điểm khuyên dùng thì đầu tiên nó là cái phiên bản thường EDT thì các bạn sẽ nhận được một cái mùi hương bám tỏa trên da tầm 6 đến 7 tiếng, khá là kém. Và cái mùi hương này mình nghĩ là phù hợp với những bạn nam khoảng tầm trên 25 tuổi. Và nó theo cái phong cách gọi là hơi kiểu cổ điển. Và những cái mùi bạn thích, những cái mùi phấn, những cái mùi nó kiểu phấn trang điểm của phụ nữ kiểu cũ ngày xưa, có phần hơi tối và có phần hơi kiểu ngọt. Đó, tức là mình không đánh giá cao cái phiên bản này lắm. Còn nhưng mà thì mình thấy rằng nhiều bạn lại thích cái mùi hương kiểu như thế này. Còn với cái phiên bản Bleu Noir này thì các bạn sẽ nhận được một cái mùi hương mang tính chất spicy và nó sẽ tỏa hương tốt hơn cái phiên bản này. Cái phiên bản này nó tỏa hương còn tầm nửa cánh tay. Mình thấy nó khi mà mình xịt side by side hai mùi với nhau thì cái mùi của Bleu Noir này mình ngửi rất là rõ. Và về cái độ lưu hương thì em Bleu Noir này nó cũng lưu hương tốt hơn cái phiên bản này, khoảng tầm 1 tiếng đến 1,5 tiếng thôi. Nó cũng không quá nhiều, tầm thai này chỉ tầm các bạn, nếu mà da tốt các bạn chỉ tầm 7 đến 8 tiếng đổ lại thôi. Nhưng mà với em này thì mình nghĩ rằng là nếu như bạn, như mình đã nói lúc đầu ấy, bạn nào thích DDD MS kia thì các bạn sẽ thích, mình nghĩ là các bạn sẽ thích cái mùi hương này. Nó sử dụng vào mùa đông khá là tốt. Còn em này thì mình nghĩ rằng là nó chỉ sử dụng vào những buổi tối mát trời. Còn nếu mà mùa đông thì mình nghĩ là nó sẽ hơi yếu. Nhưng mà phiên bản này thì mình nghĩ rằng là các bạn sử dụng hẹn hò và các bạn sử dụng vào những buổi mùa đông thì cũng khá là ok, không vấn đề gì cả. Và cái mùi hương này thì mình đánh giá là nó mang tính signature scent khá là cao. Nó khác hoàn toàn ở phiên bản này. Các bạn có thể ngửi cái mùi hương này ở khá nhiều chai nước hoa. Nhưng mà với cái phiên bản đặc trưng, với cái vị spicy đặc trưng của thảo quả, của nhục đậu khấu trong chai nước hoa này thì các bạn sẽ thấy rằng mùi hương này nó khá đặc biệt. Và sẽ có khá nhiều người và khá nhiều bạn nữ thích cái mùi hương kiểu như thế này. Đó, và em này thì mình nghĩ rằng là cũng khoảng tầm, hai em này đều tầm 25 tuổi trở lên. Và về cái giá tiền của hai em này thì hai em này nó khoảng tầm hơn 2 triệu gì đó. Còn bây giờ mình sẽ nói cho các bạn lý do vì sao mà mình sở hữu hai em này khá lâu rồi mà bây giờ mình mới review. Thực sự là mình không thích hai cái mùi hương này chút nào, tại vì nó không phải gu mùi hương của mình. Nếu như để mình hỏi mình là mua một trong hai chai này mình sẽ mua chai nào nhá, thì mình sẽ mua phiên bản Bleu Noir này, tại vì mình thích chai nước hoa DDD MS kia. Và chai nước hoa này có phần có vai, có phần giống, nhưng mà mình nghĩ rằng nó sẽ phù hợp mùa đông và nó sẽ có phần ngọt, nó sẽ phần hấp dẫn và quyến rũ hơn. Nên là mình sẽ lựa chọn cái phiên bản này. Và cái phiên bản này thì mình nghĩ là mình không thích chút nào. Mình không thích cái kiểu xạ làm với cái nốt kiểu xanh xanh kiểu này. Ừ thì lạ đấy, nhưng mà nếu như để mua thì mình sẽ mua phiên bản nữ, phiên bản na đen cao kia. Nó hay hơn khá là nhiều. Và đó là cái cảm nhận cá nhân của mình về hai cái mùi hương này. Thì các bạn có những cái ý kiến gì hay là những cái yêu cầu gì, các bạn hãy bình luận ở bên dưới. Và đừng quên like, subscribe và chia sẻ ở kênh YouTube của mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.